Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay nhà em xin giới thiệu tới các anh sản phẩm bút rồng gỗ bách xanh ạ. Với họa tiết rồng được chạm khắc rất là tinh xảo và tỉ mỉ. Bút rồng này chúng ta có thể trưng bày ở trong phòng khách, phòng làm việc hoặc mang biếu tặng rất là đẹp và sang trọng ạ. Vậy nếu các anh có quan tâm tới sản phẩm bên em thì hãy để lại số điện thoại hoặc nhắn tin cho bên em để nhận được thông tin sản phẩm một cách nhanh chóng nhất.